Hôm qua tên kia, nay tên này hả? Rồi sao? Ủa sao quần áo rồi sao? Cái tay cũng đau, thầy chân cũng đau. Nhưng mà tôi chưa đụng tới nha. Tự nhiên cái là cũng còn đau, có nghĩa là đã chữa rồi. Có cái lưng còn đau. Cái lưng còn đau. Điện nói lưng còn đau mà nó lưng đau. Bao lâu rồi? Là 10 năm rồi. 10 năm rồi, cái bớt rồi, cái té đau lại. Té đau lại. Bớt, té đau lại. Ok. Rồi, bây giờ cái tay ta sẽ đứng dậy đi. Nào giờ lên nào. Giờ vậy được, nhưng mà bỏ không có. Không có gì vậy, không có gì vậy, chả là kêu đứng chế là đầu nè. Lực đầu lên cái sách. Cái tay mình thử coi. Tay mình ngon làm nhẹ nhàng hơn, đúng không? Rồi tay làm thử coi. Cứng hơn. Mọi người thấy rõ hả? Thế không rồi, té chổi được rồi, chỉ cần có cái gai cột sống thôi, nè, gai cột sống. Rồi bây giờ quay cái này là sao? Đó, được đó, rồi tay kia, tay này coi như tiêu rồi, đúng không? Đó. Thôi cúi xuống đứng dậy coi, cúi đầu xuống rồi cái lưng, rồi đó nghe, à, nghe cứng nha, à, cái lưng cứng nhắc nha. Rồi thôi giải quyết đi, ok, qua đây đi, bắt mình cái đưa chân nhám chân đây bác. Kêu phải không? Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Chưa hết chưa hả? Tại vì cái tay này bên này ta đau. Ủa, ủi rụ, ủi rụ, uống rồi, xong rồi, ok được rồi. Bỏ rồi. Khác liền phải không? Em giữ vậy ha? Chưa? Phải đi giữ hơn nè. Đúng không? Tay này đau đúng không? Rồi nằm xuống. Nghe hấp dẫn ha. Bây giờ cười tươi nè. Rồi nằm thẳng bên đây đó. Chặt lại nha. Đó, được rồi đó. Nằm yên. Nằm yên đó. Nhìn kia khóc em. Trời ơi, trời ơi. Điêu rồi. Bây giờ khóc, điêu rồi. Trời ơi. Cái gì nó không phải, nó đặt ra rồi. Bây giờ nó đưa vô. Rồi đây rồi. Đúng không?
ngồi dậy. Rồi, ngồi xuống ở đây. Ông bà ông cười bà nhỉ. Tôi sướng quá. Sướng quá. Nắm bà đây. Cho tôi cho tôi bà nắm đây nha. Mềm mềm cái người lại. Mềm mềm người lại. Đừng như gọn. Cười đường khóc rồi. Không phải tại vì bọn này khó nó bị té đó cho nó bị dàn nó dần ném ra thôi á. Rồi bước xuống đi. Rồi giờ trước hết á là dở tay lên tút tút trút trút tút 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 ngon lành nè nghe thấy máy á. Rồi rồi thần đưa ra sao cao thì cao đúng không? Rồi, ok. Rồi, bây giờ cúi hết lưng rồi, hết lưng chưa? Mẹ ơi, sướng quá. Rồi. Rồi, giờ ngon lành nha. Ok, cảm ơn. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.